Sau đây là một bài viết của tác giả Trần Vệ, Một Vì Sao Lạc. Xin mời bà con cô bác mình cùng nghe. Trước khi vào chuyện, sở dĩ tôi lấy nhan đề Một Vì Sao Lạc để đặt tên cho câu chuyện viết về cố cựu sinh viên sĩ quan khóa 19 trường võ bị quốc gia Việt Nam, cố chuẩn úy viễn thám Phạm Hiệp Sĩ. Bởi vì Sĩ đúng là một vì sao sáng, với trình độ hiểu biết cao, khả năng quân sự giỏi, gan dạ và có tinh thần trách nhiệm. Nhưng Sĩ đã đi lạc hướng vì bản tánh ngang tàn, nhiều khi bốc đồng sau những cơn túy lý với bạn bè hay đồng đội. Và cũng bởi cái bản chất ngang tàn đó, thấy điều bất bình là thẳng thắn nói lên, nên Sĩ đã nhiều lần vi phạm nội quy của trường võ bị quốc gia Việt Nam, để cuối cùng Sĩ đã bị thất bại ra trường với cấp bậc trung sĩ. Từ những bất mãn này chồng chất qua những bất bình khác, Sĩ cũng không thành công trong đời quân ngũ, từ trung sĩ lên thượng sĩ, rồi xuống trung sĩ. Cuối cùng, Sĩ đã về phục vụ trong binh chủng thủy quân lục chiến. Sau đó, được binh chủng gửi đi học lớp sĩ quan bổ túc, rồi chỉ huy đơn vị viễn thám. Cuối cùng, đã bị bắt tại trận Hạ Lào. Sau khi Cộng sản thả về, Sĩ đã chết vì một tai nạn lao động trong khi làm việc. Hắn đứng đó, trông thấy nghiêm đầy dáng dấp võ bị, với quân phục rằng ri thủy quân lục chiến, chiếc mũ xanh đội hơi lệch, hai tay áo sắn cao để lộ những bắp thịt và đầy vẻ hiên ngang. Hắn là trung sĩ Phạm Hiệp Sĩ, cựu sinh viên sĩ quan khóa 19 trường võ bị quốc gia Việt Nam, đang đứng trình diện đại đội 4 tiểu đoàn 4 thủy quân lục chiến vào tháng 4 năm 1969 tại Dòng Trôm, Bến Tre. Trước khi Sĩ về đại đội 4, chúng tôi đã được ông già, tên thường gọi thân mật của thiếu tá tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 4 thủy quân lục chiến Võ Kỉnh. Vì lúc đó ông ta đã ngoài 50 tuổi nhưng rất chịu chơi, đã cho tôi hay. Tiểu đoàn vừa nhận một số hạ sĩ quan, trong đó có Phạm Hiệp Sĩ, thuộc khóa 19 võ bị, nên tao cho hắn về đơn vị với mày. Nhưng nghe nói hắn ngang tàn lắm, đó là con ngựa giỏi, nhưng có chứng đấy. Tôi cười vui vẻ trả lời ông già. Ha, để hắn cho tôi, ông già cứ yên tâm. Tôi bước tới trước mặt Sĩ, sửa lại chiếc mũ xanh cho ngay ngắn, kéo hai cánh tay áo xuống vừa đúng khuỷu tay rồi nói. Sao, trung sĩ thấy thế nào? Bộ đồ rằng ri thủy quân lục chiến có hợp với trung sĩ không? Sĩ vẫn đứng trong thế nghiêm, mắt nhìn thẳng trả lời. Thưa đại quý, tôi chọn bên chủng thủy quân lục chiến vì thấy cuộc sống đơn vị này hợp với tôi. Tôi đưa mắt bảo trung sĩ Lục, hạ sĩ quan thư ký đại đội, đánh đóng cánh cửa phòng lại. Tôi đến vỗ vai Sĩ niềm nở nói. Mày về thủy quân lục chiến hồi nào, sao không báo cho tao sớm? Sĩ quay nhìn tôi hơi ngỡ ngàng một chút rồi cười lớn. Ha, thấy mày nghiêm quá, tao không biết làm sao, tao muốn chết đi được. Tôi cười ha hả, rồi hai đứa ôm chầm lấy nhau. Tiếng cười chan hòa thân thương của hai thằng bạn cùng khóa đã lâu mới gặp lại nhau. Tôi kéo Sĩ lại bộ sa lông, ấn hắn xuống ghế rồi bảo. Bây giờ à, mày kể lại cho tao nghe cuộc đời trôi nổi của mày, ngọn gió nào thổi mày về đây? Sĩ mở miệng định nói thì tao đưa tay ngăn lại. Ê, khoan đã, để tao bảo tụi nó làm cái gì cho hai đứa mình lai rai, rồi mày tha hồ nói. Tôi nhờ đệ tử đi làm đồ nhậu, lấy soda, nước đá, rồi lấy chai mặt ten. Tôi đưa Cao chai rượu. Hôm nay, mày và tao cưa cho hết chai rượu này, đánh dấu ngày gặp lại của chúng mình. Sĩ nhìn tôi, mắt vẫn còn ngỡ ngàng. Tao chọn thủy quân lục chiến về tiểu đoàn 4, lại nghe có mày. Nhưng tao nghe tụi lính bảo là ông nghiêm lắm, nhưng lại hiền, nên được lính mến thương. Hồi trong trường tao cũng thấy mày hiền khô, dân uống sữa không à. Tôi cười ha hả. Ha,
Ừ, hồi đó tao đâu có dám ba gai như mày. Kim Chi Hải Kiều Văn Ngoạn trọng tài. Tôi rót rượu, nâng ly. Chúc mừng ngày gặp gỡ lịch sử của hai cùi 19. Vô. Sĩ tộc một phát hết nửa ly, đưa tay chùi miệng khà một cái. Lâu quá, chỉ chơi ba sĩ đế, lâu lắm mới nếm được thứ này. Tôi cũng ực 50%, lắc đầu thương hại. Thỉnh thoảng tao cũng nghe nói về mày, nhưng không rõ lắm. Bây giờ mày tả quán cho tao nghe. Bằng một giọng khi trầm khi bổng, sĩ nói về những bước thăng trầm của mình. Thỉnh thoảng ngừng lại đưa ly ực một phát. Tôi cũng nâng ly và gật gù theo dõi. Như mày đã biết, sau năm học thứ nhất ở trường, tao bị phạt quá nhiều. Với cấp bậc trung sĩ, tao ra đơn vị bộ binh về sư đoàn chính ở miền Tây. Nói thiệt với mày, dưới quyền mấy tay sĩ quan ù lì, tao chịu không nổi nên gây lộn hoài. Hết tiểu đoàn này qua tiểu đoàn khác. Chán bộ binh, tao xin qua biệt động quân, chơi mấy trận. Tao lên trung sĩ nhất, rồi thượng sĩ. Sau đó gặp ông đại đội trưởng chẳng ra gì. Tao lại chán đời uống rượu, đánh lộn, rồi bị đưa ra tòa án quân sự. Tao bị hạ lon, đổi ra biên phòng với cấp bậc trung sĩ. Vẫn bị tấm que đi kích ngày này qua ngày khác. Nghe Thủy quân lục chiến tuyển mộ, tao ghi danh học ở trung tâm huấn luyện rừng cắm 4 tuần. Tao được chuyển về tiểu đoàn 4 này. Tôi vỗ vai sĩ, ông Tồn bảo. Sĩ à, mày là thằng có khả năng, tao biết. Nhưng cuộc đời có nhiều bất ngờ, không đơn giản. Mình phải biết cách sống. Mình là thằng hiện dịch. Cuộc đời mình là nghiệp võ. Tao khuyên mày phải cố gắng, rồi mày sẽ bắt kịp bạn bè. Sĩ gật gù có vẻ hiểu biết. Tôi không rõ là sĩ có nghe để sửa đổi theo những đề nghị của tôi không, nhưng tôi cũng hy vọng đó cũng là tiếng nói để gieo cho sĩ niềm hy vọng vươn lên. Hai đứa cưa hết chai mặt tem mà chẳng thấm vào đâu. Tôi kêu thêm một két ba ba, khỉ xui. Sĩ khui chai bia và nói, tao đã đi hết các đơn vị, nhưng không gặp được cấp chỉ huy trực tiếp khiến tao mến phục, nên cứ trôi nổi, ít khi gặp những thằng bạn cùng khóa ngoài đơn vị. Chắc là tại số mình. Nay về Thủy quân lục chiến mới gặp được mày. Tao cũng hy vọng tình giữa bị sẽ đưa tao tới con đường sáng hơn. Chúng tôi lại tiếp tục kể cho nhau về bạn bè xưa cũ. Sĩ cho tôi rõ thỉnh thoảng về nghỉ phép, gặp bạn cùng khóa, cũng nhiều bạn bè khuyên sĩ nên cố gắng. Xong các ba ba 24 chai, hai thằng đã ngà ngà. Nhưng tôi biết tính sĩ, nếu đã có rượu rồi mà thả sĩ đi giờ này thật là bất lợi. Có thể sĩ sẽ đi uống tiếp và tính ngang tàn lại nổi lên thì hỏng hết. Do đó tôi cố gắng giữ sĩ bằng cách kêu thêm bia. Thả sĩ say tại đây còn hơn say nơi khác. Tôi nói, hôm nay tao và mày phải say tại chỗ, không đi đâu hết. Tao dành cả đêm nay cho mày. Sĩ không còn dùng ly nữa mà tu bằng chai, rồi nói, mày đúng là một thằng bạn chí cốt, tao sẽ nghe lời mày, vô. Hai đứa lại tiếp tục chơi hết kết ba ba còn lại và ngủ luôn tại chỗ. Sáng dậy, đầu nặng trĩu, ngó quanh không thấy sĩ đâu. Thằng đệ tử bảo trung sĩ sĩ đã tỉnh và trở về đại đội gặp thượng sĩ thường vụ rồi. Mặc dù còn mệt, nhưng tôi cũng cố gắng ngồi dậy, rửa mặt cho tỉnh táo rồi thay quần áo lên bộ chỉ huy tiểu đoàn, gặp ông già tiểu đoàn trưởng. Sau khi chào kính, tôi xin ông cho sĩ giữ chức vụ trung đội trưởng thay cho chuẩn Quý Nhung, vừa bị thương vì đạp mình có việc cộng. Ban đầu, ông già còn ngần ngại vì ở tiểu đoàn còn sĩ quan chưa có chức vụ. Hơn nữa, ở thủy quân lục chiến, khi sĩ quan mới về phải tập sự rồi mới nắm trung đội trưởng. Huống chi phạm hiệp sĩ mới tới. Ông già nói, tao sợ ông tướng biết được cho rằng mình không biết sắp đặt người, sử dụng người bừa bãi. Tôi trấn an ông già. Đại bàng yên tâm đi, tôi rõ phạm hiệp sĩ, hắn rất có khả năng sử dụng đúng chỗ hắn sẽ tỏ ra là người xứng đáng. Thấy tôi cam kết và năn nỉ hết cỡ, ông già có vẻ siêu lòng. Hơn nữa, trong các đại đội trưởng ông rất có cảm tình với tôi, vì tính tình nghiêm nghị, thi hành lệnh rất đúng đắn. Ông chặt lưỡi. Thôi được, tùy mày, nhưng mà phải giải thích cho các sĩ quan trong đại đội rõ để họ khỏi thắc mắc. Tôi mừng rỡ, cảm ơn ông già rồi chạy về đại đội ngay.
Tôi cho gọi các sĩ quan trong đại đội, rồi gọi trung sĩ Phạm Hiệp Sĩ lên luôn. Thấy sĩ vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ với các sĩ quan, dáng điệu tự nhiên, vững vàng. Tôi an lòng, nghĩ thầm, trong bụng. Ừ, nó cũng khá đủ bản lãnh, không đến nỗi làm tôi thất vọng. Tôi giới thiệu Phạm Hiệp Sĩ với các sĩ quan, giải thích trường học của sĩ và nói qua tình trạng thuyên chuyển của sĩ qua các đơn vị và cuối cùng về với thủy quân lục chiến. Đưa mắt một lượt qua hàng sĩ quan, kể cả Trung úy Cẩm, đại đội phó, tôi chậm rãi tuyên bố. Này, tôi đề cử trung sĩ Phạm Hiệp Sĩ giữ chức vụ trung đội trưởng trung đội 1 thay thế Trung úy Nhung vừa tử trận. Tất cả sĩ quan đều vui vẻ, thông cảm và chạy lại bắt tay chúc mừng sĩ. Thấy không khí có vẻ thoải mái, tôi rất hài lòng và mời các sĩ quan và sĩ đi ăn sáng. Mọi người đều ồ lên một tiếng, rồi nhao nhao vừa chạy ra chiếc xe Jeep đã đậu sẵn. Lúc bấy giờ, tiểu đoàn 4, thủy quân lục chiến được lệnh hỗ trợ cho chi khu dòng trôm để bình định. Đó là một vùng địa thế hiểm trở với nhiều sông rạch. Dân sống bằng nghề trồng lúa, có ruộng nhưng thưa thớt. Đường giao thông độc nhất là quốc lộ 15 kéo từ phà Rạch Mẫu qua dòng trôm xuống tận biển Thạnh Phú. Việc cộng tổ chức thành phần du kích rất hữu hiệu. Chúng phát xuất từ bưng biển ra đánh phá, đặt mình gài bẫy ở quốc lộ vào ban đêm, rồi rút lui nên rất khó tiêu diệt. Do đó, ta phải hành quân phục kích để bất ngờ thanh toán địch. Tiểu đoàn 4 thủy quân lục chiến đặt bộ chỉ huy cách chợ dòng trôm một cây số về phía đông, rồi tung các đại đội thay phiên hành quân lục soát phục kích để tiêu diệt. Cứ 5 ngày một, hai đại đội xuất phát hai hướng từ quốc lộ đến tận bờ sông lớn qua các đồng ruộng, trừng dừa, rồi quay về lãnh thực phẩm để hai đại đội khác thay thế. Rõ ràng Phạm Hiệp Sĩ rất xứng đáng với lòng tin tưởng của mọi người. Ngay từ khi về nhận trung đội 30 người, sĩ đã kiểm soát tổ chức binh sĩ rất chặt chẽ. Buổi sáng xuất quân, tôi thử kiểm tra một tiểu đội của sĩ thì thấy đạn dược rất đầy đủ, súng ống chùi sạch sẽ. Tôi thử lửa bằng cách cho trung đội 1 của sĩ dẫn đầu. Mặc dù địa thế rất khó khăn, sĩ định hướng rất chính xác, tôi yên tâm đưa đại đội đi theo, im lặng theo dõi hướng đi. Sau khi bố trí đóng quân xong, thấy sĩ đi qua ban chỉ huy đại đội, tôi đưa hai ngón tay tỏ vẻ chào mừng, sĩ mỉm cười đưa tay chào rồi đi thẳng về tuyến trung đội. Sau một đợt nghỉ thay đổi, đại đội 4 lại chuẩn bị vào vùng hành quân. Tôi đang ngồi nghiên cứu bản đồ vùng hành quân mới thì âm thoại viên vào báo cáo lên bộ chỉ huy tiểu đoàn họp gấp. Tiểu đoàn trưởng Võ Kỉnh cho hay tin tình báo chi khu cho biết đêm nay có cán bộ cấp cao của Việt Cộng về họp tại địa điểm X, dường như chuẩn bị một chiến dịch đánh phá mới. Ông già ra lệnh đại đội 4, bất cứ giá nào phải thanh toán bắt sống bộ chỉ huy của chúng, phần thưởng sẽ dành sẵn. Còn làm không xong thì đừng nhìn mặt ông già nữa. Thú thật đi hành quân vùng này rất chán, toàn mền bẫy du kích, phải rập trình phục kích rất mệt. Chẳng thà dàn quân kêu pháo tác xạ rồi xung phong thanh toán mục tiêu thì sướng hơn, là chơi theo kiểu mèo vờn chuột này. Tuy nhiên, lệnh ông già là phải tuân hành. Tôi họp các trung đội trưởng và đại đội phó ban lệnh hành quân. Sau khi thông báo tình hình địch, tôi định phân công trung đội thì Phạm Hiệp Sĩ đứng dậy xin có ý kiến. Sĩ đề nghị đại đội cứ hành quân lục soát rầm rộ, đi qua rồi rút quân chuyển hướng khác để đánh lừa địch. Chỉ để lại cho sĩ 10 binh sĩ trung đội 1 trang bị nhẹ cùng phóng lựu, lựu đạn. Sĩ ước lượng địch cũng chỉ có 10 hoặc 12 tên để bảo vệ toán chỉ huy này mà thôi. Địa thế không cho phép chúng kéo quân đông sợ bị lộ. Tôi đồng ý với sĩ về sự ước đoán tình hình, chấp nhận ngay kế hoạch, đồng thời bàn thêm kế hoạch 2. Nếu bị lộ, tôi sẽ cho đơn vị lên cấp cứu ngay. Đúng như lệnh hành quân, xua khi càng quét qua. Tôi cho rút quân đổi hướng khác, cố ý cho trinh sát địch thấy rõ hướng rút của đơn vị, chỉ để lại sĩ và 10 binh sĩ trang bị đầy đủ súng ống đạn dược ẩn náu ở lại. Đến khi tối trời, tôi cho đại đội phó dẫn trung đội 2 cũng trang bị nhẹ từ từ theo hàng cây rậm tiến lên để ứng chiến.
Cả hai nỗ lực chính vào phủ liên lạc vô tuyến thường xuyên với tôi. Đến giờ ri, tôi thấy tình hình vẫn yên tĩnh. Tôi nóng lòng muốn gọi nhưng sợ bị lộ, đành ngồi yên bên máy truyền tin chờ tin báo. Bỗng lát sau, tôi nghe hướng mục tiêu có tiếng súng nổ. Ban đầu của ta, sau đó có cả AK của địch. Tôi chụp ống liên hợp định hỏi thì có tiến sĩ đầu máy. Sao mày, Vũng Tàu? Tôi đã tóm được hai con chuột cống, một con bị thương, một con còn nguyên. Còn đám chuột nhắt chống trả và định chạy nên tôi chơi luôn. Ok, tốt lắm, có cần tiếp viện không? Trình sao mai không cần, nhưng sao mai cho người lên lãnh chiến lợi phẩm về để tôi thanh toán một điểm nghi ngờ còn có địch. Tôi vội cho đại đội phó đưa quân lên lấy hàng về để cho sĩ rảnh tay. Một lát sau có tiếng súng nổ dữ dội, có cả tiếng xung phong của ta. Vì đêm tối mặc dù ở khá xa, tôi vẫn nghe rất rõ. Sĩ báo máy về đã thanh toán nốt mục tiêu còn lại, hạ thêm 5 tên tại chỗ. Bên ta có 2 binh sĩ bị thương đang được dìu về. Tiểu đoàn trưởng thưởng xứng đáng công trạng của đại đội 4. Tôi dành mọi công lao cho sĩ và trung đội sĩ chỉ huy. Tôi đề nghị thăng cấp bậc trung sĩ nhất cho sĩ và được tiểu đoàn chấp thuận ngay. Đại đội nghỉ quân ăn mừng chiến thắng. Tôi đang thả bộ lên tiểu đoàn thì nghe tiếng gọi. Đại quý, vào là một cái đại quý. Tôi quay về hướng gọi ở một quán nhỏ bên đường thì thấy sĩ mặt mày đỏ ké, áo mở phanh cả ngực đang đứng lên vẫy tôi. Tôi bước vào thì thấy cả chục người đang ngồi quay quần hai bàn, chai rượu ngổn ngang. Tôi cầm ly nhấp một chút rồi để xuống. À, cảm ơn anh em, cứ tự nhiên tôi phải lên tiểu đoàn một chút. Nói xong tôi bỏ đi. Độ 2 tiếng sau, từ bộ chỉ huy tiểu đoàn về, tôi thấy tên đệ tử chạy vào báo. Trình đại quý, ở quán anh em nhậu say làm ồn quá cả trung sĩ nhất nữa. Tôi cho thượng sĩ thường vụ đại đội ra giải tán nhưng không xong, phải kêu đại đội phó ra can thiệp. Độ nửa giờ sau, tên đệ tử chạy về báo cho tôi hay. Ông sĩ làm dữ quá la sùm đập cả chai rượu lên bàn, còn đưa ly rượu vào miệng cắn nát, chảy máu tùm lum. Đại đội phó bảo vệ, ông còn cự lại, ông sĩ còn lè nhè. Đại quý dạy khinh thường tên sĩ này không thèm ngồi uống rượu dưới lính. Đại đội phó phải cho mấy người vào bẻ tay kéo ông về trung đội. Tôi ngồi im lặng, lắc đầu. Con ngựa lại trở chứng, không biết làm sao đây. Ngày hôm sau, tất cả trở lại yên tĩnh. Lúc đi ngang tôi sĩ lại với bộ quân phục gọn gàng, đưa tay chào tôi một cách nghiêm trang. Tôi im lặng, đưa tay chào lại, làm như không biết chuyện gì đã xảy ra hôm qua. Nhưng trong sĩ có vẻ ngượng ngùng, lần này lên họp cũng ngồi ké né một bên, không được tự nhiên như mọi lần. Đại đội lại tiếp tục công tác hành quân, tưởng như bình thường chẳng có chuyện gì xảy ra. Sĩ lại tỏ ra vẻ rất đứng đắn và nghiêm chỉnh trong hành quân, lần nào sĩ cũng tình nguyện dẫn trung đội đi đầu. Sĩ để ý và nghi ngờ những điểm mình bẫy rất hay cho nên đưa trung đội qua bẫy mình chót lọt. Sĩ đạt thêm một vài chiến công, lấy được súng địch. Tôi đã đề nghị thêm cho một vài tưởng thưởng huy chương. Tôi đã quên đi chuyện uống rượu hôm nào và gặp sĩ tôi thường bổ vai vui vẻ. Sĩ đã lấy lại được vẻ tự nhiên. Gặp tôi sĩ rất thoải mái chào kính một cách nghiêm chỉnh. Tưởng chừng như con ngựa đã thuần. Tôi mừng thầm trong bụng và có ý lo cho tương lai của sĩ, rồi định đưa sĩ đi học khóa sĩ quan bổ túc ở trường Đồng Đế Nha Trang. Số là đại quý học trưởng ban một kim chỉ huy hậu cứ là bản thân của tôi, cho nên tôi đã dò hỏi được sẽ có khóa sĩ quan bổ túc vào tháng 10 sắp tới. Tiểu đoàn sẽ có 2 chỗ, bây giờ là khoảng tháng 8, tháng 9, tiểu đoàn sẽ gửi danh sách đi. Tôi nhắc ông học khi nào đánh công điện ra tiểu đoàn, xin tên thì báo cho tôi ngay để tôi lên xin tiểu đoàn trưởng. Bẵng đi một thời gian, bỗng một đêm trong thời gian đại đội nghỉ dưỡng quân. Tôi đang chuẩn bị đi ngủ thì thấy đại đội phó Cẩm từ ngoài chạy vào, vẻ mặt hốc hác như vừa cãi vã với ai. Cẩm mếu máo với tôi. Thưa đại quý, xin đại quý giải quyết giùm, tôi chịu không được nữa. Tôi vội hỏi. Cái gì đó, bình tĩnh đi, từ từ nói cho tôi hay. Trình đại quý, trung sĩ nhất sĩ uống rượu say, chửi tôi còn hăm dọa sẽ bắn tôi nữa. Tôi biết sĩ là bạn của đại quý, nhưng ông ta làm quá,
Xin đại quý phải giải quyết. Một là tôi đi khỏi đại đội, không thì sĩ phải đi. Tôi lắc đầu, ngao ngán. Cẩm cho biết kể từ ngày xảy ra vụ say sưa 2 tháng trước, vì Cẩm nó ra ngăn nên sĩ đã cố ý ghìm Cẩm. Đi đâu sĩ cũng nhìn với cặp mắt ghét bỏ. Chiều nay nhân uống rượu, sĩ đòi ẩu đả với Cẩm. Tôi ôn tồn bảo Cẩm. Thôi được, tôi đã rõ tánh nó từ lâu, rượu vào là không kiểm soát được lý trí. Tuy là bạn, nhưng quân đội phải có kỷ luật. Vậy cậu yên tâm, tôi sẽ phạt nó. Tôi an ủi Cẩm để Cẩm nguôi cơn giận, chứ ban đầu Cẩm định lên tiểu đoàn trưởng để xin giải quyết. Sau khi Cẩm ra về, tôi ngồi một mình, im lặng suy nghĩ. Giờ này kêu sĩ lên cũng chẳng nói được gì, vì con người sĩ đang ngập trong cơn rượu. Lời nói sẽ như cơn gió thoảng qua, sĩ sẽ không hấp thụ được gì. Ý định đưa sĩ đi học càng bùng lên trong tôi, chỉ còn cách giải quyết đó mà thôi. Sáng hôm sau, tôi gọi sĩ lên trình diện và mời cả đại đội phó Cẩm. Sĩ đã tỉnh táo, hình như sĩ không còn là con người có hơi rượu như hôm qua. Sĩ tài chỉnh trong bộ rằn ri, chào tôi và đứng im chờ lệnh. Tôi gọi cả hai ngồi tại salon, rồi ôm bồng giải thích phải trái và đề nghị sĩ xin lỗi Cẩm. Sĩ đứng dậy xin lỗi Cẩm và chào kính hẳn hoi. Cẩm đưa tay bắt tay sĩ, nhưng tôi thấy trong đôi mắt Cẩm còn vẻ hậm hực. Có lẽ nể tôi nên Cẩm chấp nhận thôi. Sau khi Cẩm ra về, tôi giữ sĩ ở lại và ôn tồn bảo. Sĩ à, ngay từ ngày mày về đại đội, tao đã cố ý khuyên mày cố gắng để vươn lên với bạn bè đồng khóa. Tháng tới sẽ có khóa sĩ quan bổ túc, tao sẽ xin tiểu đoàn cho mày đi học. Hy vọng mày sẽ tiến lên. Đó là ý định của tao để giúp mày và đồng thời cũng là nguyện vọng của mày. Ngày hôm sau, tôi lên tiểu đoàn để trình bày ý định của tôi xin cho Phạm Hiệp Sĩ đi học khóa sĩ quan bổ túc. Lời yêu cầu của tôi không có gì là quá đáng. Hơn nữa, trong thời gian qua, sĩ cũng đã đạt được nhiều thành tích, cho nên tiểu đoàn trưởng chấp thuận. Tôi quay về đại đội, chuyển sĩ về làm hạ sĩ quan phụ tá tiếp liệu đại đội tại tiền trạm, đóng ở phi trường Bình Thủy. Trước giờ sĩ trở ra tiền trạm, tôi còn căn dặn sĩ cố gắng trong thời gian chờ đợi lên được nhập học. Tôi cũng cho sĩ hay là ra tiền trạm cũng có lợi bởi vì ở trong quân đội lâu năm. Tôi cũng rõ, trong cái may hay đi theo cái rủi, mình đã cố ý cho hắn đi học. Nếu giữ lại ở hành quân, lỡ phải gặp nạn như đụng trận đạp mìn thì sẽ ân hận biết bao. Trong thời gian ở tiền trạm, sĩ giữ được tư thế đứng đắn, cố uống rượu nhưng không quá chén. Một phần vì không có bạn bè đông và có lẽ do lời khuyên của tôi một phần. Tôi vẫn thường xuyên hỏi thăm tiền trạm để biết về sĩ. Được tin sĩ rời tiền trạm về hậu cứ để làm thủ tục nhập học khóa sĩ quan bổ túc Nha Trang. Tôi rất mừng rỡ vì đã làm được một việc giúp đỡ bạn bè. Về quá trình học tập tại trường Đồng Đế thì tôi không được rõ vì bận hành quân do cuộc chiến càng ngày càng khốc liệt. Và sau này tôi còn đơn vị ra hành quân ở Quảng Trị. Tuy nhiên tôi đoán cũng sẽ rất ghê go bởi bản tính ngang tàn cố hữu của sĩ. Đầu năm 1970, tôi được biết chuẩn quý Phạm Hiệp Sĩ về đại đội viễn thám thủy quân lục chiến. Tôi hết sức an lòng và thấy mình quả thật thanh thản, ít nhất sĩ cũng đã trở về hàng ngũ sĩ quan. Đúng con đường mà sĩ đã đặt bước chân đầu tiên vào trường võ bị Đà Lạt. Tham dự hành quân Hạ Lào, khi dẫn đơn vị rút về Bộ Chỉ huy Lữ đoàn 147 thủy quân lục chiến để chuẩn bị rút quân, tôi bất ngờ gặp sĩ ở cổng hầm bộ chỉ huy. Hắn ôm chầm lấy tôi, siết chặt lấy tôi, không nói một tiếng nào. Nhưng tôi thấy nước mắt sĩ chảy ra. Tôi không ngờ sĩ đã tỏ ra mềm yếu như thế. Có lẽ tình cảm đã làm sĩ rơi lệ. Lại một lần nữa, tôi nắm chặt tay sĩ, dặn dò về hướng rút lui là dãy núi Cô Rốc. Ở đó có tiểu đoàn 3 xoáy biển trụi quân lục chiến, sẽ đón lữ đoàn. Sau đó tôi không được tin tức gì của sĩ. Cho mãi đến năm 1976, tôi bị chuyển ra cải tạo ở Sơn La. Tôi gặp Tôn Thất Mãn, nguyên tiểu đoàn trưởng của trung đoàn 54 bị bắt ở Hạ Lào, cho hay đã gặp sĩ ở trại cải tạo cộng sản ở đường mòn Hồ Chí Minh.
Bây giờ tôi không nghĩ là sĩ không biết đường đi, vì tôi rõ khả năng của sĩ. Nhưng tôi nghĩ với nhiệm vụ viễn thám không cho phép sĩ rút trước, mà phải ở lại thăm dò tin tức địch nên bị bắt luôn. Vậy sao suy nghĩ mãi về cử chỉ của sĩ không gặp tôi ở Hạ Lào? Tôi nhận định rằng hình như sĩ muốn nói với tôi một điều gì đó. Nhưng hoàn cảnh quá cấp bách và thì giờ không cho phép, nên sĩ có vẻ ngập ngừng rồi rơi lệ. Có thể sĩ chỉ cần nói một lời cảm ơn tôi mà thôi, nhưng cũng không thể thốt nên được. Trong thời gian ra trường xong trở về, lại làm chuẩn úy viễn thám thủy quân lục chiến. Có lẽ sĩ cũng muốn tìm tôi, nhưng tình hình chiến sự lúc ấy quá sôi động, di chuyển liên tục nên không thể gặp nhau. Tôi cũng nghĩ rằng nếu nói về khả năng chiến đấu và chỉ huy, dù tôi cấp bậc cao hơn, nhưng chưa chắc sĩ phục tôi. Dù thời gian tôi lăn lộn ở thủy quân lục chiến cũng khá lâu, nhưng có lẽ sĩ cảm kích vì thái độ của tôi đối xử. Nếu những lần sĩ say rượu rồi làm sai trái mà tôi la rầy hoặc phạt kỷ luật, có lẽ sĩ đã bỏ đi hoặc đôi khi cự lại. Nhưng ở đây tôi đã đối xử với sĩ như một người có học. Tôi để sĩ tự suy nghĩ về hành động của mình và xua đi khi tỉnh rượu. Sĩ đã thấy xấu hổ nên đã làm việc một cách hăng hái, tích cực hơn, đàng hoàng hơn, để cho binh sĩ và hạ sĩ quan trong đại đội thấy rằng tôi bên sĩ không quá đáng. Và thế là sĩ và tôi lại không có cơ hội gặp nhau nữa, dù chỉ một lần ngắn ngủi để nâng ly mừng sĩ đã thành người tốt. Trong trại tù, sĩ tỏ ra cứng rắn, đương đầu với bọn Việt Cộng, chống trả sự giam cầm hà khắc của Việt Cộng nên rất được bạn bè nể phục. Năm 1990, tôi là đội trưởng đội thi công 3 thuộc công ty xây dựng An Mỹ, đảm trách các công trình xây dựng và sửa chữa ở nhà máy dệt Việt Thắng, thì được anh Kiều Công Lan, anh ruột của Kiều Công Cự khóa 21 Võ Bị, là giám đốc công ty xây dựng An Mỹ cho hay Phạm Hiệp Sĩ đã chết vì tai nạn lao động ở công trường Châu Văn Liêm do đội thi công 6 đảm trách. Tôi vội liên lạc với Tâm khóa 26 là đội trưởng, thì Tâm cho hay trong khi đập phá căn nhà 2 tầng ở đường Châu Văn Liêm Chợ Lớn, sĩ bị một cây đà ngang gãy đổ đè lên người, sĩ chết ngay tại chỗ, để lại một vợ hai con nhỏ. Cũng may cho sĩ là gặp anh Kiều Công Lan, giám đốc công ty rất tốt, anh lo hết cho tang lễ và đám tang rất chu toàn. Ngoài ra anh lại chu cấp cho vợ con sĩ một số tiền lớn để sinh sống. Hôm cùng ban giám đốc công ty đến phóng điếu, bước vào căn nhà lá nhỏ ở một ngõ hẹp trong khu Tân Bình. Tôi không khỏi cầm được nước mắt khi nhìn người vợ ốm yếu và hai đứa con nhỏ của sĩ. Trên bàn thờ, bức ảnh sĩ với bộ quân phục Võ Bị còn dáng dấp ngang tàn của một chàng trai trẻ. Lời nói cuối cùng cho bạn. Sĩ à, chào mi. Thôi, mi hãy ăn giấc ngàn thu. Nơi đó không còn lận đận nữa. Hôm đưa mày đến nơi ăn nghỉ cuối cùng, có Phú, có Chiến, có tao và một số bạn bè cùng khóa còn ở Việt Nam. Như vậy, mày cũng cảm thấy an vui rồi. Và điều tao mãn nguyện là mày đã vươn lên ngang với bạn bè. Thôi, xin chào vĩnh biệt người bạn cùng khóa 19 của tôi, người trung đội trưởng can trường của tôi, người chiến hữu cùng binh chủng và là người bạn đồng nghiệp xây dựng. Vĩnh biệt ngàn thu. Viết tại Cali tháng 2 1998. Tác giả Trần Vệ. Bài viết đến đây đã chấm dứt. Xin cảm ơn tác giả. Cảm ơn bà con, cô bác đã lắng nghe.